Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm thực thi, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh, UKVFTA được coi là nhân tố quan trọng giúp nền kinh tế của hai nước vượt qua nhiều thử thách trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Vương quốc Anh, gọi tắt là UKVFTA, được ký chính thức tại London, Vương quốc Anh ngày 29 tháng 12 năm 2020, được áp dụng tạm thời từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Hiệp định đã tạo ra những lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ ở thương mại mà cả thu hút đầu tư từ Anh vào Việt Nam và ngược lại. Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây gián đoạn không nhỏ đến chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động kinh tế thương mại khác. Song kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vẫn tăng trưởng hai con số, với kim ngạch song phương năm 2021 đạt 6,61 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc Anh tăng 16,4%, còn Vương quốc Anh xuất khẩu sang Việt Nam tăng 24%. Nhiều mặt hàng của Việt Nam đã có mức tăng trưởng rất cao như nông sản tăng 67%, hạt tiêu tăng 49%. Năm 2021 vừa qua là năm đầu tiên hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có hiệu lực. Nhờ có hiệp định này, nên mặc dù là cả chúng ta và Vương quốc Anh thì gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng mà kim ngạch thương mại song phương vẫn có cái sự tăng trưởng rất là ấn tượng. Đây là một cái đóng góp rất to lớn của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là gì, là cái hiệp định thương mại tự do này là cả hai bên đều tận dụng được, đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu của những máy móc thiết bị rất lớn cho Việt Nam, cho thấy là doanh nghiệp của cả hai bên đã tận dụng được hiệp định này. Mức tăng trưởng hai con số đã giúp kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức phục hồi sau khi bị sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong năm 2021, đã có 48 dự án đầu tư trực tiếp từ Vương quốc Anh vào Việt Nam, với số vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 53 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng 157% so với năm 2020, duy trì mức 4 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp. Hiện nay, Vương quốc Anh đang nằm trong nhóm 12 nước có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Việt Nam. Số liệu này cho thấy UKVFTA thực sự là con đường cao tốc hai chiều, giúp thúc đẩy trao đổi thương mại song phương theo hướng ngày càng cân bằng hơn. Hiệp định thì đã đưa ra rất nhiều biện pháp để có thể khuyến khích phát triển thương mại song phương. Đặc biệt là thuế nhập khẩu của Vương quốc Anh sẽ được xóa bỏ đến 99,2% trong vòng 6 năm và tạo ra một cái thuận lợi rất to lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Và ngay trong năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực thì nhiều sản phẩm và hàng hóa của Việt Nam đã tận dụng được, đặc biệt là nông sản. Chúng ta có thể chứng kiến mức độ tăng trưởng rất tốt của những mặt hàng như là hạt tiêu, như là rau quả, như là hàng thủ công mỹ nghệ và hàng gốm sứ. Đó là những mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh và mức thuế giảm tương đối lớn. Nên ngay năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực thì đã góp phần đẩy cái kim ngạch xuất khẩu tăng rất là tốt. Bên cạnh đó thì có thể mọi người cũng đã biết là trong hiệp định thì Vương quốc Anh cũng dành cho Việt Nam cái hạn ngạch thuế quan bổ sung, tức là được nhập khẩu miễn thuế một số lượng hàng hóa bổ sung vào Vương quốc Anh đối với 14 mặt hàng, và trong đó có mặt hàng gạo. Thế rồi là 36 chỉ dẫn địa lý của chúng ta được bảo hộ ở Vương quốc Anh, trong đó những sản phẩm nổi tiếng như là cà phê Ban Mê Thuột hay là nước mắm Phú Quốc, thì đấy cũng sẽ mở ra những cơ hội cho các sản phẩm này và thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Vương quốc Anh. Với hiệp định UKVFTA, hàng hóa của Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tích cực. Theo đó, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ đến 99,2% thuế nhập khẩu trong vòng 6 năm, tạo thuận lợi rất lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trong hiệp định này, Vương quốc Anh cũng dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan bổ sung đối với 14 mặt hàng được nhập khẩu miễn thuế, trong đó có mặt hàng gạo, cũng như 36 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được bảo hộ tại Vương quốc Anh, gồm những sản phẩm nổi tiếng như cà phê Ban Mê Thuột, nước mắm Phú Quốc, giúp những sản phẩm này thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Vương quốc Anh. Qua kết quả xuất khẩu có thể thấy rõ hiệp định mang lại rất tích cực, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì điều này càng có ý nghĩa. Điểm tích cực mà UKVFTA mang lại rõ rệt nhất là hàng hóa giữa hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà có tính bổ sung cho nhau. Đơn cử, Việt Nam rất cần dược phẩm thì Anh là thế mạnh, trong khi xuất khẩu dệt may, một mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam, cũng được các khách hàng của Anh đón nhận tích cực.
Vương quốc Anh đang tích cực đẩy mạnh quá trình đàm phán ký kết các thỏa thuận thương mại sau khi hoàn tất Brexit. Và với việc Việt Nam tham gia 15 FTA, trong đó có các FTA lớn như CPTPP, RCEP, EVFTA, đặc biệt là hai nước đều đang cùng thúc đẩy UKVFTA, sẽ tạo ra những cơ hội hấp dẫn để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, tận dụng các thế mạnh của nhau. Từ đó, gia tăng hơn nữa giá trị gia tăng từ hoạt động trao đổi kinh tế thương mại. Tôi đánh giá cao các cam kết của Việt Nam tại COP26 vừa qua và khẳng định Vương quốc Anh luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các dự án phát triển bền vững như các dự án điện gió ngoài khơi. Tôi cũng mong muốn hai bên tăng cường thúc đẩy chuỗi cung ứng, hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra trong hiệp định này. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Vương quốc Anh tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, qua đó xây dựng các chính sách thiết thực và hiệu quả nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định UKVFTA.